Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và em mến chúc cho quý đại gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan yêu đời trong cuộc sống nha. Bữa hôm nay em có một cái câu chuyện cũng khá là thú vị về cặp vợ chồng mới cưới. Và cái chuyện mà cái tiêu đề em đặt ngày hôm nay á, cũng vô cùng thích thú luôn. Cách nhận biết khi nào em muốn là muốn cái gì đây, và cái kết tao nói sửng sốt luôn. Thì mời mọi người cùng lắng nghe cái câu chuyện vui của em ngày hôm nay nha. Thì có hai vợ chồng này mới cưới nhau, mà cái anh này thì ảnh cũng giống như cà đẹp trai, rồi cũng cao ráo lực lưỡng dữ lắm, tập tạ mà tập gym siêng năng lắm, là nữ ra là cái anh này ảnh cũng rất là được ha, bé con to con vậy nè. Còn cái cô vợ này cổ cũng giống như là tướng tá, cũng ngon lành, là điện nước cũng đẩy đà dữ lắm hả. Thì bắt đầu là cái cô vợ này nè, nó thì phụ nữ mà rất là ít nói, đàn ông thì người ta nói nhiều và người ta làm nhiều hơn, phụ nữ thì ít nói mà cũng mắc cỡ e dè đủ thứ hết trơn rồi á. Thì sau khi mà đám cưới diễn ra xong á, thì cái đêm tân hôn là cũng làm xong xuôi hết rồi đó, đêm động phòng cũng xong xuôi hết rồi. Thì mới sáng sớm á, thì anh chồng ảnh cũng không hiểu, mấy ngày sau thì hai vợ chồng cũng sống với nhau rất là hạnh phúc. Và đến ở với nhau khoảng chừng khoảng 10 ngày rồi thì ông chồng thấy bà vợ mình ít nói quá. Mà anh chồng thì anh nói á, là vợ ơi, lại đây anh biểu nè, anh có chuyện này anh muốn nói với em. Thì cái cô vợ này cổ mới cưới mà, chồng biểu một cái là phải dạ liền, khoanh tay lại liền, hồi xưa nho giáo vậy lắm. Dạ, mình kêu em ạ, dù cho đang lặt rau, đang nấu cơm thì cũng phải bỏ hết việc để lên để nghe, lắng nghe ông chồng. Thì anh chồng anh nói em ngồi xuống đi, anh có chuyện vợ chồng này anh muốn nói với em, để cho vợ chồng mình sống với nhau nó hạnh phúc hơn. Dạo này anh thấy em cũng như là ít nói, thí dụ như anh cũng không hiểu em đang suy nghĩ cái gì nữa, cho nên đôi khi là anh cũng rất là buồn vì cái điều này. Thì cô vợ cũng mới nói dạ thì anh cứ nói đi, anh cứ dạy đi thì em sẽ nghe. Đó, xuất vai xuất giá tòng phu mà. Đó nên là những người phụ nữ Việt Nam thời này là cơ bằng là rất là sợ ông chồng gia trưởng như lắm, nói lên cái là phải nghe liền. Thì ông chồng mới nói là anh nói thiệt với em á, khi mà anh đã muốn làm cái gì rồi á thì anh sẽ nói cho em biết, là anh muốn cái gì thì anh sẽ nói là anh muốn cái đó, là hai chồng mình sáp lá cà liền nha, làm liền. Nhưng làm sao để mà anh đang thắc mắc một cái chuyện này nè, mà chỉ có một mình em mới có thể giải đáp được cho anh thôi. Tại vì anh đi ra đường anh hỏi những người con gái khác á, là người ta sẽ cho anh một cái bạt tai vô mặt liền. Tại vì cái chuyện này nó rất là như là thầm kín. Anh muốn hỏi là bây giờ á, khi mà anh muốn thì anh muốn làm cái đó đó, làm chuyện đó đó, thì anh sẽ nói cho em nghe liền là vợ ơi, bữa nay anh muốn làm chuyện đó thì hai chồng mình là coi như là làm hả, mình canh giờ giấc sao để mình làm cho nó hợp lý hả. Rồi nhưng mà bây giờ anh có cái điều này anh muốn hỏi em nè. Dạ thì anh cứ hỏi đi, anh hỏi đi, em xin trả lời một cách thật thẳng thắn. Em nhớ nghe không, em trả lời thật lòng nghe không, tại vì mình là vợ chồng với nhau rồi, em đừng có giấu giếm cái điều gì hết á. Tại vì vợ chồng mà giấu giếm với nhau là sống với nhau không có bền, tại anh nghe người ta nói vậy đó. Dạ thì em hiểu rồi, anh chồng cứ nói đi ạ. Anh nói cho em nghe này nè, là bây giờ á, là khi mà em biết không, cái chuyện này là anh nghĩ là anh cũng ngại nói ra nữa, nhưng mà thôi bây giờ anh phải nói thôi, tại anh thấy em là cứ như cái tính tình em nó ít nói quá, kỳ kỳ sao á. Anh muốn hỏi em là khi nào mà anh muốn thì anh sẽ nói, anh muốn làm chuyện đó thì anh sẽ nói thẳng ra. Nhưng nếu như mà đặt trường hợp ngược lại ha, nếu như mà ha, thí dụ như bữa đó em muốn đi, em muốn làm chuyện đó đi, thì em sẽ có những cái biểu hiện gì hay là em sẽ nói ra. Thì cái cô vợ cũng em cứ trả lời thật lòng đi, anh là chồng em rồi, em đừng có ngại mắc cỡ gì hết trơn á. Thì cái cô vợ này là cổ mới nói dạ thưa anh, anh là chồng của em thì anh nói như sao thì em cũng, anh hỏi sao thì em cũng xin phép thưa. Khi mà em mà muốn á thì em sẽ hai cái mặt của em, hai bên cái má em sẽ đỏ lên, nó đỏ ửng lên, thì anh biết là khi đó là em muốn rồi. Thì anh hiểu không? Thì ông chồng ổng nghe vậy nói vậy hả, vậy là khi nào mà em muốn thì tự nhiên hai cái má em nó đỏ lên hả? Dạ đúng rồi, má em đỏ như hai cái cà chua vậy đó, hai cái đít của con khỉ vậy đó, nó đỏ như vậy đó. Thì bắt đầu là người ta có câu là khỉ đít đỏ đó, là vậy đó. Thì bắt đầu là ông chồng nói vậy hả, vậy dễ phân biệt quá ha. Rồi đến một ngày nọ, đám giỗ của trong gia đình này nè, có một cái đám giỗ lớn của ba của cái anh này mất đó, đám giỗ bên này lớn lắm.
Thì cái cô vợ này cũng hăng hái hăng say đó, đang làm việc bếp núc nấu các cái món đem lên để mà cúng cho cha chồng. Thì anh chồng anh đang leo lên lao lao cái bàn thờ để chuẩn bị đem đồ cúng lên để cúng. Đó, để như quét dọn nhà cửa, đang anh đang đứng lên, anh đang leo leo lên cái bậc cầu thang để lau mấy cái bộ lư hương cho sạch sẽ bóng lưỡng đó. Đã lau rồi nhưng mà lau lại cho nó kỹ. Thì bất thình lình á là kêu bằng là cái cô vợ này cổ đi như cổ nấu nướng từ nãy giờ đó, là cổ cũng thấy trời nó nóng nữa, 30-40 độ mà bây giờ đứng nấu ngay cái lò, trời ơi nóng chịu gì nổi. Thế là cô này cổ mới đi lên đằng trước, cổ mới bưng đồ ăn lên trước, nấu xong rồi thì bưng lên để mà để lên bàn chuẩn bị cúng này nọ, cháo gà này nọ, đây đám dỗ đó, đây đám dỗ đông lắm, có biết bao nhiêu bà con lối xóm rồi người ta lời để người ta giữ cái đám dỗ này. Thì bất lình đình thì cái bà vợ này là bà bận đồ bà ba nữa, áo bà ba quần đen rồi bước tự dưới bếp đi lên, rồi nhìn tướng tá dễ thương dễ sợ luôn. Vợ của ông này đẹp dữ lắm, đẹp nhất cái làng mà. Thế là cái con vợ nó mới đi lên, cái ông chồng đang đứng ở trên bộ ly hương đang lau lau chùi, nhìn xuống thấy bà vợ. ông chồng la lên, mẹ bà nó nữa, trời đất ơi, giờ này là giờ gì em biết không? Dạ bữa nay là đám giỗ ba. Vậy mà sao mà cái hai cái má em đỏ hồng luôn vậy? Giờ này mà muốn cái gì? Làm ăn cái gì giờ này? Đám giỗ ba tôi bộ em không biết à? Giờ này rồi muốn rồi làm chuyện đó giữa giờ này giữa thanh thiên bạch nhật. Trời ơi, bà con dòng họ đứng đông gì mà đòi làm cái gì? Cái cô vợ nói dạ em đâu có muốn gì đâu. Vậy sao tự nhiên hai cái má em đó nó đỏ ửng như hai trái cà chua vậy? Dạ tại vì em nãy giờ em đứng em nấu dưới bếp nóng quá nó vậy, chứ em đâu có muốn làm chuyện đó ngay bây giờ đâu. Ông chồng nói vậy hả? Trời ơi, tôi tưởng em muốn làm chuyện đó hay sao, hai cái má em nó đỏ. Bữa em nói là khi nào mà em muốn làm chuyện đó thì hai cái má em nó đỏ lên mà. Tại vì em đâu phải là bây giờ, em đâu có đâu, bây giờ em đang đứng nấu đồ ăn nó nóng nó đỏ vậy đó anh ơi. Thì đây là cái câu chuyện vui, cũng khá là ngắn. Em mong muốn lúc nào cũng đem đến những cái câu chuyện vui để gửi đến cho đại gia đình của mình. Hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút thú vị khi xem clip kể chuyện của em nha. Mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.